À tôi ghét giết nào vậy? Ở trong nó hả? Đó, cái thằng mà nãy giết con cú á. Trong hay hang ở ngoài? Trong hang á. Thủ nó neutral để mẹ ta chỉnh cho tôi bắn, bắn chứ mẹ nó. Giờ là chỉnh only survivor. Hai con vừa te rồi. Sao cái này không bật lên? Từ từ nó đang tanh mà con trai nó kìa. Giết rồi con trai nó đi. Đâu. Cầm tên lửa vô quán. Có tên lửa trong cái cục bên phải rồi đâu. Cái dòng dung nhanh chạy bên phải á. Thấy chưa? Má mù luôn rồi. Trong đây không thấy gì. Mà đi vào trong tôi rết bắn. Một hai B. Nè đứng đây thấy nè, chỗ tao bắn nè. Nè. Thấy rồi. Có tên lửa gì không bắn đi. Tôi bắn snip này mẹ bao giờ chết được nó. Má quét rồ nó level 303 luôn kìa, tách quét rồ kìa. Ôi. Còn 200 sáu mấy hôm bữa chắc hôm bữa đó. Thằng Marker nói đó. Từ từ tao thấy tên lửa nè. Vẫn chưa thấy. Nè ở ngoài này 300 cái nè. Bà con tên lửa đem qua đó, bỏ vô đó đó. Đang bắn tên lửa chicken nè. À thấy rồi để lấy tên lửa vô. Ui. Đó. Có nào có cái nỏ không? Còn à đây. Đó. Để tao lấy tao bắn luôn. Rồi. Ở chết thằng rồi. Chết thằng cấp 4 rồi đâu vậy? Cho mượn cái nỏ trắng nè. Ở ngoài. Ủa tên lửa đâu? Ở trong chicken. Chết. Để bạn chicken keyboard vãi lồn. Vậy mà nó tanh hết mẹ mớ đạn. Bắn chết rồi hả? Nó đâu vậy ta? Nó đâu bắn kinh chi? Turret bắn. Rồi lấy chai vào tanh đi. Hai con nè. Hồi đầy máu chưa kia đâu? Thay phiên nhau đi, đừng có để hai con như nhảy. Con này cô hết máu lấy con khác ra thay. Vậy mình tanh liên tục được. Thôi tôi ghét mình bắn gì vậy? Ké. Rồi phun máu rồi. Con nó chết rồi mà. Máu rồi, hai con phun máu rồi. Chứ rep bắn gì vậy? Thì mẹ có nhìn đâu quá. Không dắt vô được luôn. Ai ở ngoài trong, ai lái con cú xích vào trong đi. Nó khó nhìn lắm. Con này để búp đúng không? Chết hai con cú. Một con người đá, một con ba sừng. Một con cú mà sao hai? Hai con cú. Một con cú rồi. Bị Giga giết nữa. Con nó vô đi. Gì vậy? Tôi đã chuyển bánh người rồi. Để em. Không, không cần cưỡi đâu. Mày quật con kia lên. Nó chỉnh bắn cả thú. Người chạy thú nó. Thú cái người luôn. Vậy nó không tự bắn mà. Nó bắn mình rồi kìa. Red không nghe tiếng bật mà. Đạn. Sao lưng kìa. Cái đồ lại không ai lên kinh ngái hết. Ai đang ngồi coi kênh nhỉ? Gối á. Không mà mình đặt tôi Red rồi không dám đa cấp nữa. Cấp hộ. Nó sắp hết đạn rồi. Còn một hai cây. Nó mới tiếp đạn hay sao á? Không mấy cây đó nãy giờ ở đây đâu bị bắn đâu. Đánh cái này bọn nó hết tài nguyên chứ bữa thua mà. Bên trái của nó xây một hàng nữa. Phải chứ. Cái bên trái đó nãy giờ chưa thấy bắn. Bên trái nó đâu vô được đâu bắn. Nó tăng hàng của nó. Ồ ngoài đây không có ai luôn. Một người ở ngoài đi kìa. Một người cả Managa ca một người ở ngoài. Tao quay clip lại cho team coi. Có lý do để nói liền. Tao chỉ cần có một lý do để nói thôi. Coi cho ông Trung coi nữa chứ. Nó đang kêu tụi kia giúp đừng có phun ba. Không thấy đường. Phun mới làm vậy. Kìa nó bắn ra trúng tu red mình hay gì ta. À đạn kia, nó kêu có 10 người rai nó. 10 người. Phóng đại sự gì. Chán lên nó mày đang phóng đại à. Nhưng mà nhìn trong cái room Discord mình 10 người thật. Nó chửi mình là mấy thằng là bà cần
bao nhiêu thời gian để chúng mày ra được tao. À, tại thời điểm này rồng tao chuẩn bị lớn xong rồi. Rồng bự. Kêu rồng mày ra đây. Rồng bao ghê. Giờ không có rồng Managa xịn sao mày? Rồi rồi, tối. Rồi. Coi, coi đạn lạc bắn giống cái Turret kìa. Đạn lạc vô Turret nãy giờ nẹt lửa đó. Nó kìa. Lửa. Nó đang ở dưới cái Turret đang bắn kìa, thấy không? Bên phải kìa. Đó, bắn nó đi. Đây bắn nó đi. Bên phải ai hả? Ai? Cái mọi... Bắn đi, ai cái lửa đi. Bên lại bị chói rồi. Bắn nó bên lửa kìa. Kệ đi ông xin nhê đâu. À, bắn nó đi, không ai bắn nó chắc chỉ mới ba. Lên vị trí tốt để tao bắn. Đề bè tăng đi nè, đưa đây tăng tăng đi cho bắn chứ. Đề bè có bắn nó không? Lu vu bắn. Đem con kia xích vô hải tử. Ê mấy ông kia đồ mấy con theo gì cái mấy ông có đặt tên đéo đâu. Giờ lên thì nó cất rồi nhớ. Không đem con đó đi hải tử. Thế nhưng mà tao nhớ chung. Người ta có ghi chỉ. Gì vậy? Cái gì vậy? Gì vậy? Cái gì nổi vậy? Sao rớt đá vậy? Sao không đem con đó ra để bắn ngoài kia? Núi lửa, núi lửa, núi lửa. Để tan mà, để tan mà. Lấy một con ra hồi máu trước đi. Rồi ông chưa mất nhiều máu đâu. Thôi đi mẹ. Cái này khó bắn quá. Trói quá. Nhà có thuốc tẩy điểm không? Né ra lỗ. Né ra coi. Một cây của nó hết đèn rồi. Nhìn xuống có đèn nè. Đi đèn bay giáp rồi. Đéo có metal sữa. Xuống có đèn nè. Mày lên mày cưỡi tiếp đi luôn à. Metal à. Hồi nãy thấy. Hồi nãy mới giết bằng bi có metal nè, metal ấy luôn á. Tăng đi em bắn cho. Managa của hải tử chết. What the fuck? Vậy nè. Coi em vô được tăng nha. Thảo nó thả ra nó nuôi xong nó ọp mà. Ai tăng không? Tăng đi lấy cái gòi khòm xuống. Ủa? Khi diploma chứng tỏ là ở nhà đéo còn miếng thịt nào. Kêu lấy cái gòi. Đang chạy thịt mà. Vừa mới đứng lên. Vừa mới ngồi lên để bắn chết được mà. Anh để vậy rồi sao ai được nữa anh. Để huyết lại nha. Đâu mới vừa mới. Dạ, yeah, Turret nó bắn cho con này luôn mà. Đập nó vào cho nó tăng thôi chứ. À, sao có cái gì tăng. Mà chớp chớp vậy? Anh kia rồi tăng này. Anh này tao bắn cho. Bật đèn chớp chớp nó trong mặt tao thấy gì đâu. Ông Thảo nhờ tí kìa. Mình nhớ nãy có cái laser mà ta. Trả lời ông Thảo kìa Ken. Ai đang nhà Thảo Thỏ với ông Trung kìa. Vụ gì? Nhờ nuôi con Managa chứ gì. Nói chết mẹ nó rồi. Nói vậy là hiểu luôn, khỏi cần hỏi gì, ông khỏi cần giải thích. Mẹ mày. Được, mày uống thuốc sáng lường. Tăng đi, em thể hiện. Ra đó. Đồ má nhà hết thịt luôn mày. Chóc quá mày ơi. Đột má đang để cái nòng nhắm trên đầu lưng luôn. Ngồi nằm nằm xuống đi. Thấy mặc áo Giót không? Đây nó áo nó cho mà ta. E đi anh. What the fuck? Thì mẹ anh hãy tử nha. Anh cắn cua anh đó. Thì mẹ đập vào đi cho nó tăng được mà. Có Turret chỉnh bánh thú mà. Thôi cho Kido nó e đi. Nó ngồi đi. Xong khi đồ nó chết hồi xin 2 phút chứ. Đồ má nó lửa, nó lửa vùng trào kìa. Đó, nó sẽ reset lại thời gian hả? Đâu ra coi nó lửa vùng trào. Set đồ của Kido còn. Dạ mấy tôi. Má đau bụng quá người đây. Kệ đi nhảy kìa. Cầu thú thú cho. Ôi thì cái Kido cũng bay áo rồi. Có giờ luôn hả? Đâu nhảy xuống. Đâu áo kìa thấy rồi. Nhà mình còn đâu không? Bơi qua đây thử coi. Bơi. Mất máu á. Chết lùng nhau mất máu vậy. Rồi mất máu à, không chết. Chết nữa lỏ, lội qua thử. Chị kia đâu? Mọi chết luôn ấy. Mày lại lại. Đứng im lắm. Mất ông mà, này mất ông mà. Để thử coi có mất máu không.
Đứng im, đứng im, đứng im. Cầm roi với kia đó. Ê sức. Cầm roi chơi. Roi vô người cứu thôi. Các bạn vui quá đi. Cái này nó vừa mới thêm đạn sao quá, nó tắt cái tay rồi. Bắn người chết rồi. Bích, bích cho roi vào con trai nha. Đó, ôi đủ. Roi con trai á, cầm cái roi cứu người xuống. Ê, hình như nãy có thấy đồ extension trong nhà nó kìa. Ủa lấy con mana giờ mà full nóng băng mà dòng trong nham nó có đông lại không? Mẹ mày bay nha. Giờ Kido uống thuốc chuột xong uống thêm thuốc giải rồi sống hay chết. Nó bay áo á. Không có áo đâu mà bay. Không, nó bay áo. Tuy nhiên là sống rồi. Thằng kia á. Ở ngoài này, ở ngoài này sáng nhưng mà bắn vô trong để đéo 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 đam hay sao á. Từ ngoài này nhìn vô thấy sáng nè. Nè, em nằm trên này em bắn nó nè. Ở ngoài này cơ. Thì mẹ em. Thôi mớp đi nhậu đây mớp ơi. Bắn lâu rồi. Nhậu cái liền nhậu vậy. Xuống lấy heal đi anh. Đây bạn em mới gọi. Lấy heal mẹ là cái chỗ cầu gì đó không? Bờ kè lấy heal đó. Cầu bố gì đúng không? Ừ ừ. Xa bạn nhậu kìa. Ủa ông Hải Tử ông ở đâu mà ông biết mấy cái đó? Chỗ đó. Ngày đó gần khu công nghiệp mà đi vào trong cái đường nghe toàn mùi thuốc gì sâu kinh quái luôn. Gần đó nghe mùi cắm heo nữa. Hôm bữa mẹ đi vô đi đường tắt đi lạc mẹ vô cái đường mẹ toàn mùi thuốc gì sâu. Ờ. Nó nghe. Thôi hú giống Thái ơi, tao đi xíu tao về. Mà xíu xíu giống một xíu thằng Thái quá vậy. Chị tóc xem. Chị tao xỉn tao về hả? Cái xong về cái xong mà thấy thú chết cái là dí bắn xỉu Thái Thái ao tim nữa. Y vậy á. Cái xong qua qua hang qua ngày sau cái Thái vô lại rước rước bố coi. Câu chuyện éo giờ có hồi kết. Không mà giờ mình phải làm sao cho ông Trung ao tim đi. Bớt lên nè. Chung mặt dày lắm. Nó bắt tới lửa kìa. Bắt tới lửa rồi, bắt tới lửa rồi. Giận mặt dày luôn. Anh có máu ấy. Đó. Tại sao ai có máu bỏ vô. Cái máu em bắn hay không. Mấy gần chết rồi. Không phải bụng sống rồi. Mặt rồi. Bỏ rồi á. Ôi. Anh chết. Chết luôn rồi. Anh lồn như đồ. Máu chết. Cho xin cái lần 16 phút giờ ghen với anh em. Ai vậy? Trời quá trời. HBO. HBO từng chơi team mình nhưng mà chơi được mấy ngày off. À. Không có chơi. Đúng rồi. Nó nói như vậy, là tầm bậy. Tôi không biết chơi ngày nào hết mà nó chơi ngày ngày off là tầm bậy. HBO chơi bên GS còn được mấy hôm off nữa mà nó nói gì bên này. Tôi lấy trứng rồng với ông, tôi nhớ mà. GS hả? À mấy thằng White Serious gì vậy? VSS chứ không phải GS. Có ai ở ngoài canh thú á, đi farm một ít thịt cho cú ăn luôn đi. Xin cái lên vô đi farm coi. Rồi gì Tết đi farm phủng gì. Đi Tết đi. Vô farm chơi cho vui nè. Sớm mà đi, mới nhậu xong nè, phê ăn tê rồi. Xin cái lên vô farm chiêu rồi. Link bao nhiêu? Link 16 phút lấy không? Dòng mà xỉn xỉn là bay quá giờ như cái máy điện luôn á. Máy điện bên đây dễ bị hư lắm. Tin tưởng tôi, thấy tin tưởng hết bây giờ. Ok anh Phai. Chứ xin cái lần. Anh em chi giả không cho lên luôn cơ. Em chơi xấu. Mà hôm qua mới cho ông cái link.
Cho dạ. Cái link 16 phút cho ông đi ngủ luôn đi. Không. Vô farm mà ngủ gì mệt. Chết farm. Mẹ rồi kẹt ơi. Cho ai giờ làm biến không thể nào farm hết, nó đi ngủ hết trơn. Vô farm chiên thay dối à. Thay dối. Em vô farm chiên thay dối. Em ơi, anh em mình là cái gì đây? Anh em mình là củ khoai tây. Yo yo, la. Lần đây. Anh em mình là cái gì nào? Mình là củ sung cao. Uống sung uống dùng nhẹm luôn. Không cho lần thiệt luôn á anh em á. Mắt cũng mê tồ kìa. Để mẹ gắt quần rồi, nó gắt quần rồi. Cái lần đây. Đấy mà. Nghỉ ngơi vô khỏe đi bạn ơi. Chị vô farm bạn ơi, nghĩ gì chưa sánh mà ai nói tôi sánh rồi. Để chơi mà. Farm cho mấy phát điện. Ai nói tôi sánh rồi, chơi hoài. Nó gắt quần nó chạy giúp nữa rồi. Ê, chai nửa máu rồi mẹ ơi. Ê chết. Con kia xỉn rồi kìa, khỏi uống bia đưa ổng chạy cho. Yeah, mang con cú lại gần xong vừa tăng vừa hồi máu luôn. Đâu được. Đóng băng lên hết bắn. Bắn thằng sau á. Alo Thái. Thái nghe gì không Thái? Ập rồi. Nói tẹo. Cất mấy con thú của tôi vào hộ cái nhá. Mấy con baby. Chết hai con. Mẹ rồi. Chết hai này. Ở bên đấy á hay ở bên này? Bên bán. Chết hai này. Mấy con baby á? Chết con baby HLT rồi. Có mấy con Managa của tôi. Mega. Cất mấy con Mega hộ nhá. Hay rồi, đôi lần vô trời hay rồi. Đâu lên đâu anh bấm vô official, bấm Mokalit lấy cái ga rồi. Giờ vô fit. Đúng rồi. Cầm roi chưa? Bấm official bấm gì? Mokalit hả? Hết cuộc đời thái dúi. Ê, con này có mẹ đồ rồi, lấy ra bà. Bấm sao chat cho tôi cái anh em. Lên 16 phút kìa rồi. Tiếp được. Từ từ, lấy đồ ra con nó chứ đồ. Đồ. Tôi gửi cho ông cái link này nè. Cái link Google Drive của tôi. Có đầy đủ luôn, đang có mấy chục ghi trong đây. Đầu phòng người lớn nè. Coi xong cái là ngủ luôn. Bác này tao thu 2 chiếc game rồi đó. Chừng nào e rồi. Cái gì lấy vô lòng gà. Đồn thấy dối này gió kiếp bấm có đâu mày. Trời tao ló chết rồi vậy. Ồ, ăn polymer thèm quá, thèm polymer quá ăn cái. Nghe polymer là thuốc gì vậy gì đó? Thuốc gì? Chăm tay con người. Thấy giờ phải tự. Mày hồi máu hay mày ăn polymer vậy? Tự chết luôn. Thèm nó có mấy. Thèm nó có mấy thằng đi về trận hổm này đầu mùa tới giờ toàn farm không đó. Chưa happy mà. Đúng rồi. Đầu mùa giờ nó toàn farm không à, nó chưa đi đánh nhau rồi. Cái đi rồi tiếp. Thở. Ừ. Cái cầu nè, con nào cũng thảo thu lại giùm mấy con ảnh tươi chăm. Phải bỏ đồ ré, bắn thứ đồ. Bắn không trúng đâu, đừng lo. Không trúng, có không trúng luôn. Khi nào hết trái tim nói nha, để giờ con này thôi. Lên. Đẹp mày, xác cái đồ nè. Cú đâu farm thịt. lấy con gì vô ăn thịt. có trái tim không vậy? Có. Ê nãy tôi ngồi nhậu, nãy tôi ngồi nhậu, tôi nhỏ kia nó đấu tôi là cái nước nào mà cái nước cầm bô đi ỉa anh em. Cầm bô đi ỉa hả? Nước, cái nước tên là cầm bô đi ỉa là nước nào vậy? À, nãy uống hết 2 ly tại nhỏ đó. Cambodia. Có chai tùy mờ, có chai tùy mờ. Campuchia, Cambodia, Bodhi. Hợp lý không? Năm nước nhà hả? Hợp lý không? Hôm sau ra nhậu với nó để đố lại nó.
Ok. Tỉnh nào có trái cam mà chia ra. Đố, đố em về tỉnh nào ở Việt Nam nhiều thành phố nhất. Thiệt mà, tỉnh nào ở nhiều thành phố nhất. Mà mày biết không mày? Em đố thật mà, năm thành phố luôn đấy, nói đùa đâu. Tỉnh nào mà đang mình hồi sinh dòng đầu tiên là ai rước mình dòng ơi. Đi ra chủ xanh anh này. Map Scott Earth nha. Thỏ đi rước đi thỏ. Tao đây. Chạy ra chủ xanh là chết nha mày. Em đứng em tăng hết một vòng này đó. Cô bảo giờ. Đục, anh nhờ mấy cái miếng thịt của bên Managa chuyển qua giờ cứu hồi máu kể nữa. Má có cái để ngồi kể công nữa. Hồi nãy có cái gì kể công? À, 300 viên đạn turret. Xạo, mày có 229 viên. Thì đã có như 300. Cô bảo à? Kể công, kể công 2 tuần cho coi. Kể công tới hết mùa. Chào, chủ sinh tới cây không? Ok, I'm fine. Đừng nhảy xuống nha, chết đó. Để tới cùng chết rồi còn quái, nhảy xuống. Tao nhiều. Má lạnh chết lạnh rồi anh em ơi. Lạnh quá lần rồi. Thôi nó hết ra bắn luôn rồi, chắc hết cung lửa rồi. Giờ trong nhà nó vứt hết đồ rồi. Đang sửa đồ á. Hết cứt rồi. Như ông Trung cỡ nãy rồi, ông Trung cỡ nhà có bài trong lúc lạnh á, bỏ rồi. Gì vậy? Xe mà đừng lên đừng lột. Mẹ sinh trước cũng khác gì mẹ sống trong cái hang nước ấy. Thôi cả khóc hét lên kêu người đấy phụ. Thu giùm tao ban chi ke đi, nãy tao lỡ dục ban chi ke chỗ grab xong. Để tao gán ke lần nữa. Mẹ đi nó sắp ke rồi. Ủa mà mặt ông Trung có râu không? Hình như không có rồi phải không? Trung trẻ lắm, Trung trẻ trâu lắm. Ông Trung mặt ông không có râu, hèn gì mặn dày vải cứt thiệt. Này quay clip này lại chắc bị tụi nhỏ chửi chết. Thần tượng của tụi nó mà nãy giờ mình cứ làm gì vậy mặt chung. Cứ ghẹo ghẹo. Mặt dày hơn mặt thái luôn á. Ui nó bắn bắn bể tượng mê tồ kìa anh ơi. Mẹ tao thấy cái Tourette đi mẹ. Tourette bắn Tourette solo. Té điện. Đoạn lạc chết rồi kia đô. Rồi đây rồi, cái đèn này rồi con bắn à. Lạc từ hồi đầu lúc mà tăng con bằng con ba sừng tới giờ ấy. Nói ủa sao Tourette mình nẹt lửa dữ vậy. Con bắn xuyên cái đầu nó. Đi ra nốt. Nãy giờ nó đéo ra đếp rồi. Thôi nó vứt hết đồ rồi. Bạn không chung á, thôi xong. Tôi vứt hết đồ đây. Mới tìm đạn mấy cây trên cho nó đi kẹt được nhiêu viên đây tới 11 giờ luôn thằng với mày coi thằng nào trâu. Ủa mà mãi lời nghe nó cũng trâu trong mày chứ anh lực rồi vậy là phải đau mẹ nó tuổi cứt rồi tao. Ok về lấy đạn cho mày nè qua đây này còn nhiêu đùn mà sát ao mà nằm lê lết dưới chân chi ca vậy. Kỳ đồ với ai mà. Hả? Kỳ đồ cứ vào cửa chi ke tanh cái đùng cái chết. Gì? Hai Việt cộng liver. Bè đâu liver lòn. What the fuck? Nè, Việt cộng nè. Vài cái lòng HBO quá, HBO. No, no, nãy giờ tôi chưa hết chát thôi. Trong hết chát. Quá tên gì không? Tôi máng nó quẩy trong máng hết rồi đó. Ý nó biết mình Việt Nam nè. Ý nó biết mình Việt Nam có nói chữ Việt cộng cái gì. Thằng này đâu phải thằng mình Red đâu. Phải. Khét. Nó đâu mẹ rồi. Đúng rồi. Sao dùng nham kìa, đó. Nó nói là nó cần có rồng rồi mà. Gì dập mềm mấy kia thằng bị rai thằng nào chả xấu liền như thế. Hù à đụng bị rai luôn mới hai tảng phòng giao thấy ôi sợ quá rút giờ đi đội con một tiếp nhân viên chắc xe nè xe đây anh ơi. Này, xe của anh đây. Xe hết xăng đổi xe không
Đây, bà te, bà te, dưới đây, bà te. Buông kìa độ. Bà te ai cái cuồng bài vậy? Sao anh có chìa khóa xe chưa anh? Có rồi. Đây. Trúng người kìa. Lấy đồ. Lấy phát rồi. Tại lúc đi lên á, cái đầu nó nhức nước xuống. Trời đủ, gì nặng vậy, bỏ hết đồ đi, vứt hết đồ. Tụi đấy nó còn có cài bán hả? Đâu. Vô xin vô đây. Hai cái cây rồi. Trời đủ. Đang hai cây đang bắn đó, xích nữa rồi bên trái nó bắn, vô mình. Thì mẹ đéo invin đó. Con kia lớn cái thì mẹ đem qua invin đủ mới 80% tăng rồi, nghe luôn.